Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của Rỗng 2P nha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series ủ ạc ở năm 2023. Thì đây chính là cái nick ủ mà mình đã làm một video vào ngày hôm trước rồi. Và mình có sử dụng cái chức năng macro của BlueStacks để mình dò xương. Ở trong cái map này hiện tại mình muốn show cho anh em một chút, đó là mình đã dò được gần như là khoảng 70% cái map này rồi anh em. Nó dò được gần như tất cả rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa dò được một cái hang nào và cũng chưa ăn được hết làng nha. Đó, nhưng mà hôm nay ấy, mình lại không muốn nói về cái vấn đề ủ ạc mà mình muốn nói về một cái vấn đề ở rất là mới mà chưa một lần nào mà mình đề cập đến trên kênh của Rock F2P cả. Đó là cách ủ ạc theo dạng là sleeper ạc cao cho anh em. Thì cái điều này cũng cần phải cảm ơn đến một bạn người xem đã có bình luận ở trên kênh chat về cái vấn đề này. Thì khi mình đọc đến cái bình luận này thì ngay lập tức cái suy nghĩ đầu tiên của mình trong đầu ấy là sleeper là ngủ đúng không? Thì mình đã nghĩ đến là một cái cách ủ ạc mà các bạn tận dụng cái phương thức đó là các bạn sẽ offline 30 ngày ở những cái nick cũ khoảng dưới 10 triệu pound, sau đó các bạn sử dụng tính năng gọi là nhập quốc về kingdom mới. Nếu các bạn chưa biết thì khi cái nick các bạn chơi lâu mà dưới 10 triệu pound thì các bạn có thể offline một thời gian, sau đó thì game sẽ cho các bạn là lựa chọn bay về một kingdom mới hơn. Tuy nhiên kingdom đó lại là một kingdom ngẫu nhiên và các bạn cũng không thể lựa chọn được. Và khi các bạn bay cái nick đó về cái kingdom mới ấy, thì cái nick của các bạn cũng không bao giờ nằm ở trong top nha anh em. Ví dụ các bạn phải out khoảng top 100, 300 gì đó thì người ta mới cho anh em bay về. Nhưng mà sau đó thì mình có đi tìm hiểu vấn đề sleeper account là gì và mình đã phát hiện ra đây là một cái cách ủ ạc cũng khá là thú vị mà ngay bây giờ mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn để các bạn cùng biết và chúng ta sẽ cùng áp dụng thử để xem nó có thành công không nhá anh em. Mình sẽ nhắc lại một chút về cái cách ủ ạc trong tựa game Rise Kingdom. Nếu các bạn chưa biết thì game Rise Kingdom ấy, khi các bạn tạo nick ở những server mới, các bạn sẽ có một cái vật phẩm tên là nhập cư người mới giúp các bạn nhập cư sang các vương quốc khác khi mà cái nhà chính của các bạn chưa đạt qua cấp độ 8. Có nghĩa là cách ủ ạc ở đây là chúng ta tận dụng cái vật phẩm nhập cư người mới này để chúng ta bay đến kingdom mới hơn với một đống những vật phẩm ở trong túi. Nhưng em có thể thấy là đây là một cái nick mình đang ủ ạc đó. Nó hiện tại nó vẫn chỉ ở cấp 7 thôi và có rất là nhiều đồ ở đây, nó rất là nhiều tài nguyên và tăng tốc so với một cái nick mới chơi nha anh em. Và mình vẫn chỉ duy trì cái nhà chính của mình ở dưới cấp 7 thôi. Sau đó thì mình cũng không nâng nhà chính lên quá cấp 7 luôn. Mình sẽ nghiên cứu ở tất cả những cái công nghệ mình có thể này, rồi luyện thật nhiều lính T1 cho pa nó to hơn. Đồng thời thì trong quá trình ủ ạc thì các bạn sẽ được dò xương cũng như là ăn những cái quà hang làng ở cái kingdom cũ. Và sau khi các bạn đã ăn hết những cái quà này rồi thì các bạn có thể sử dụng cái vật phẩm nhập cư người mới này để các bạn nhập cư sang một cái vương quốc mới hơn. Ok, bây giờ mình sẽ thử ra một cái vương quốc mới hơn mới ra mắt ngày hôm nay nhé. Thì ở đây chúng ta có là Kingdom 3092 này. Đó, khi bạn ấn vào nhập quốc thì ở đây nó có hiện yêu cầu. Thì cái dòng chữ này đã bị đỏ do là hiện tại Kingdom này người ta đã full rồi, nên mình không thể nhập cư bằng cái nhập cư người mới được. Thì đó cũng chính là cái vấn đề của ủ ạc hiện tại mà có nhiều người đang gặp khó khăn. Thứ nhất, hiện tại ủ ạc thì đa số anh em ngày xưa anh em ủ là muốn ăn cái sự kiện nhà hoa sen đúng không? Hiện tại anh em có thể thấy là nhà hoa sen của mình ở đây còn có một ngày thôi. Thì nếu các bạn không biết ấy, để ủ được nhà hoa sen các bạn bắt buộc phải tạo cái nhân vật ở cái kingdom mà mới ra mắt dưới 5 ngày nha. Và khi các bạn bay sang kingdom mới ấy, thì cái sự kiện hoa sen này nó cũng không reset. Có nghĩa là tính cả thời gian các bạn ủ ạc lẫn các bạn úp pao ở kingdom mới cũng chỉ có 7 ngày. Và các bạn yêu cầu là phải úp đủ 1.500.000 pao. Và điều này là một cái bất lợi rất là lớn so với ngày xưa. Thứ hai, một vấn đề rủi ro nữa với ủ ạc đó là các bạn tạo những server quá cũ ấy, thì các bạn sẽ không có nhập cư người mới này. Ngoài ra thì bây giờ các bạn cũng không thể tạo nhân vật ở những cái server mà nó mới vào pre-KVK để các bạn ăn quà nữa, nên là hiện tại ủ ạc gặp rất là nhiều khó khăn. Mà đa số anh em sẽ phải chọn ủ ở những kingdom mới, ví dụ khoảng 50 ngày tuổi hoặc là vừa ra mắt giống như cái nick này mình đã tạo ngày hôm trước. Thì khi mà các bạn tạo ở những kingdom vừa ra mắt như thế này ấy, thì các bạn lại gặp một cái vấn đề nữa, đó là đi dò xương. Anh em có thể thấy là mình đã sử dụng chức năng macro, tức là gần như nó dò xương tự động cho mình đó. Mình cũng phải dò 4-5 ngày liên tục mà hiện tại vẫn chưa thể dò hết cái map này nữa. Thì đây là một cái điều bất lợi cực kỳ lớn luôn anh em. Chưa kể đến thời gian mà sau này mình phải đi dò lại những cái hang là. Thì lý do mình dò xương chậm ấy là tới từ cái việc cái trại trinh sát ở cấp 7 nó rất là ít, các bạn chỉ được có 2 quân do thám thôi. Cái phạm vi do thám nó thì bé và cái tốc độ diễu hành trinh sát nó cũng ngắn luôn, nên là mình cũng dò xương rất là khó. Chính vì cái vấn đề ủ ạc cái hiện tại đang gặp nhiều khó khăn như vậy nên là nó mới sinh ra một cái tính năng mới, đó là sleeper ạc cao. Thì cái cụm từ này mình sẽ dịch nôm na sang tiếng Việt, đó là cách ủ ạc mới đi, để cho anh em dễ hiểu nhá. Mình sẽ phân biệt ủ ạc cũ và ủ ạc mới. Vậy thì ủ ạc mới nó là như thế nào? Về cái cách ủ ạc mới ở đây thì chúng ta sẽ tận dụng
cái việc mà các bạn có thể nhập cư tới những cái kingdom mới thì anh em sẽ cùng theo dõi ở trên màn hình. Thứ nhất đó là các bạn sẽ có cái mục đích là bay từ kingdom các bạn tạo nick này, các bạn sẽ bay sang cái kingdom mà bé hơn cái kingdom đó 10 ngày tuổi. Và để bay sang được cái kingdom bé hơn 10 ngày tuổi thì các bạn phải chờ cái vương quốc đó nó hết cái giai đoạn non trẻ nha, có nghĩa là cái vương quốc mới ra mắt ấy nó ra mắt được 10 ngày thì như vậy các bạn mới có thể bay được sang cái vương quốc đó bằng cái vé bay. Như vậy tổng cái thời gian các bạn ủ ạc ở đây nó sẽ là 10 ngày từ lúc các bạn tạo cái nick ủ mới cho đến khi cái kingdom đó nó ra mắt. Sau đó các bạn lại phải chờ cái kingdom đó ra mắt đủ 10 ngày thì các bạn lại mới bay được sang cái kingdom đó. Như vậy cái tổng thời gian các bạn chơi cái nick trước khi các bạn bay đến cái server cuối cùng ấy nó sẽ là 20 ngày nhá anh em. Ok, như vậy thì cái nick mà các bạn ủ ạc kiểu mới này nó sẽ có cái lợi thế gì so với kiểu ủ ạc cũ? Thì đầu tiên đó là các bạn không cần phải chơi game một cách nhàm chán nữa, các bạn không cần phải giữ cái tòa thị chính của bạn lúc nào nó cũng dưới cấp 7, sau đó chỉ có vào gọi là luyện T1 rồi gọi là đi kéo vài con man mà các bạn có thể chơi game một cách hoàn toàn bình thường. Các bạn có thể nâng nhà chính ở quá cấp 7, các bạn có thể chơi như một cái nick bình thường luôn. Ngoài ra một cái ưu điểm nữa đó là trong vòng 20 ngày đó các bạn có thể ăn được rất là nhiều những cái phần quà từ cái biên điên sử này, nó cũng giúp trong cái quá trình các bạn ăn nhà hoa sen ấy nó trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì hiện tại nhà hoa sen ấy các bạn chỉ có duy nhất 7 ngày thôi từ lúc các bạn tạo nick, bất kể các bạn bay sang server mới hay là không, thì như vậy anh em có cái tỷ lệ ăn ở nhà hoa sen nó cũng cao và dễ dàng hơn so với kiểu ủ ạc cũ. Tiếp theo là với việc các bạn không có giữ tòa thị chính ở cấp độ 7 ấy, mà các bạn cứ nâng cấp nó thoải mái thì các bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để vào những cái liên minh ở top cao hơn, mà có thể vào liên minh top 1 luôn, và có thể trong đó sẽ có boss hay những người chơi khác xả rương này, rồi các bạn cũng sẽ được ăn những cái bệ, những cái đền ở trong cái thời gian ủ ạc khoảng 20 ngày tuổi này. Nó cũng là một cái lợi thế cực kỳ lớn so với cách ủ ạc cũ. Tiếp theo đó nữa là các bạn cũng không nhất thiết là phải bay sang kingdom mới nha anh em. Ví dụ cái nick các bạn tạo các bạn chơi thì các bạn cảm giác rằng ở boss khủng này anh em hit được nhiều rương này, hoặc đơn giản là không có boss, các bạn là những người chơi F2P nhưng các bạn vẫn giữ được cái power cao ở trong cái liên minh đó, cái kingdom đó, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đó là ở lại, chứ không nhất thiết là các bạn phải bay sang kingdom mới nha. Giải thích thêm một chút về cái vấn đề kingdom non trẻ cũng như là vấn đề bay sang kingdom 10 ngày tuổi đi. Thì hiện tại do cái kingdom của mình ấy nó mới ra mắt được có 5 ngày thôi nên là mình sẽ sử dụng một kingdom cũ hơn. Ví dụ là kingdom 3062 thì các bạn ấn vào dấu chấm hỏi ở đây, game có ghi rất là rõ là vương quốc bắt đầu của nhân vật, tức là cái nick của các bạn tạo ở kingdom nào ấy thì không được quá 10 ngày tuổi so với vương quốc điểm đến. Ví dụ các bạn muốn bay đến cái kingdom 3062 này thì cái nick của các bạn ấy phải tạo ở những cái vương quốc mà có số ngày tuổi bé hơn 30 ngày nhá. Bởi vì kingdom 3062 là có tuổi máy chủ là 20 ngày. Mình sẽ ví dụ ở đây những cái nick từ 3046 đi thì có số ngày tuổi là 29 ngày này. Như vậy các bạn vẫn có thể bay được nhá. Nhưng nếu mà cái vương quốc của bạn ấy nó lại là vương quốc 3036 đi thì các bạn có tới là 36 ngày tuổi thì các bạn sẽ không thể bay được tới kingdom 20 ngày tuổi nhá. Và ngoài ra ấy, các bạn phải chờ cái vương quốc đó hết giai đoạn non trẻ. Những vương quốc khi mà mới ra mắt các bạn sẽ có cái tiến trình vương quốc ở đây là non trẻ này, và khi các bạn hết cái giai đoạn này cụ thể là 10 ngày nhá là các bạn mới bay được đó. Thì như vậy các bạn chờ một cái vương quốc có số ngày tuổi ít hơn cái vương quốc các bạn đã tạo nick 10 ngày là một, sau đó các bạn lại phải tiếp tục chờ cái vương quốc đó nó ra mắt được đủ 10 ngày, có nghĩa là qua cái giai đoạn non trẻ thì các bạn lại có thể bay được cái nick đó xa. Như vậy thì trong 20 ngày đó các bạn sẽ có một cái nick có thể nói là đã up power khá khá này, ăn được gần như là tất cả hang làng rồi. 20 ngày chắc chắn anh em sẽ ăn được tất cả hang làng ở cái map các bạn đang chơi đó, ăn được rất là nhiều bệ nhá. Mình cũng không nhớ cụ thể là 20 ngày là đã mở đến bệ mấy, nhưng mà có lẽ là sẽ mở bệ 1 rồi. Mình khá là chắc cú là 20 ngày các bạn đã mở bệ 1 rồi, còn bệ 2 không thì mình không biết. Tóm lại các bạn sẽ ăn được rất là nhiều quà. Và khi bạn ăn đủ quà như vậy rồi, các bạn bay sang một cái vương quốc mới thì các bạn tiếp tục có thể ăn được những phần quà đó thêm một lần nữa, thì các bạn sẽ có cái nick gọi là nó khỏe hơn nhá anh em. Và tiện nói ở đây luôn thì các bạn sẽ thắc mắc đó là làm thế nào để các bạn có vé bay, thì sẽ có hai cách. Một cách để các bạn nạp tiền, cách này có lẽ nhiều anh em không thích lắm, các bạn sẽ có thể mua gói tân thế giới này với giá là 499 đô, thì Việt Nam nó khoảng hơn 100.000 nha anh em. Các bạn sẽ có một trang hộ chiếu là các bạn bay được sang kingdom mới rồi. Còn nếu không thì các bạn có thể mua ở trong cái cửa hàng liên minh, thì các bạn có thể mua trong cửa hàng liên minh này, nhìn chung cũng khá là dễ. Thì ở đầu game ấy các bạn cứ tạo một cái liên minh nào đấy, các bạn cho anh em vào miễn phí ấy, thì các bạn sẽ đủ cái xu vàng này thôi. Đó, trong quá trình chơi các bạn sẽ bán những vật phẩm các bạn không cần này, rồi xây cờ các thứ để các bạn lấy đủ gọi là 600.000 tiến dụng để mua một cái vé bay. Và video ngày hôm nay của mình đến là kết thúc rồi. Video này mình muốn chia sẻ cho anh em cách ủ ạc mới thôi. Nếu các bạn thấy thích video này cũng như muốn theo dõi hành trình bằng cách ủ ạc mới thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Ngoài ra thì đây cũng là một vấn đề rất là mới mẻ, nên anh em nào mà có thắc mắc hay là có một cái góp ý nào thì có thể bình luận phía bên dưới để chúng ta có một cái cộng đồng gọi là ủ ạc càng ngày càng mạnh anh em. Nói chung cũng không mong là ủ nữa ủ mãi đâu, cũng mong là chúng ta sẽ chơi game được một cách nó vui vẻ thôi, và cũng hy vọng những bạn mới chơi có thể nhập cuộc với game tốt hơn. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.